Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo xin được cập nhật một lễ tang đau lòng của vợ chồng của em Nguyễn Quang Huy và vợ của em là Ngô Phương Oánh. Em Nguyễn Quang Huy sinh ngày 2 tháng 9 năm 1995 và vợ của em sinh ngày 1 tháng 11 năm 1997. Không may, hai vợ chồng em khi tham gia giao thông trên đường về nhà thì bất ngờ gặp một chiếc xe tải và đã gây tai nạn. Hai em đã vĩnh viễn rời xa trần thế, đã về với tổ tiên. Sau đây chương trình lễ tang của hai em diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục ngày hôm nay, Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang đau lòng của hai vợ chồng em Nguyễn Quang Huy và vợ của em là Ngô Phương Oánh. Chồng em Nguyễn Quang Huy sinh ngày 2 tháng 9 năm 1995 và vợ của em là Ngô Phương Oánh sinh ngày 1 tháng 11 năm 1997. Hiện vợ chồng em sống tại xóm Liên Hồng 2, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Không may, trên đường hai vợ chồng em trở về nhà thì gặp tai nạn. Mặc dù được tất cả mọi người cũng đã kịp thời đưa tới bệnh viện, song vì vết thương quá nặng, vợ chồng em đã không qua khỏi và chốt đi hơi thở cuối cùng trở về với tổ tiên. Đây cũng là một sự mất mát, đau thương quá to lớn mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa quý vị, hiện tại vợ chồng em sinh được hai cháu thì các cháu vẫn còn nhỏ, chưa biết gì là bố mẹ đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời của các con. Mọi khi vợ chồng của em đi làm về đến nhà là các con lại chạy ra ôm lấy cha mẹ. Đau thương này thật là to lớn, mất mát này sao quá vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Nhận biết tin vợ chồng em qua đời thì tất cả mọi người, các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè thân hữu gần xa cùng toàn thể bà con hàng xóm đã trở về đây để cùng nhau cầu nguyện, để thắp cho em một nén hương thơm, để tiễn vợ chồng em về nơi an nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm xót xa vô tận. Từ nay hai đứa con nhỏ không biết trông cậy vào ai. Ông bà thì tuổi cũng đã cao, giờ đây hai cháu chỉ biết dựa vào ông bà nội, dựa vào các bác, các cô, các chú. Hiện các cháu còn quá nhỏ, ngây thơ, vẫn chưa biết gì. Giờ này đây thì giây phút nghẹn ngào nhận biết tin thì gia đình quá đau xót, không tin rằng hai em đã vĩnh viễn rời xa nơi này để về một thế giới xa xôi, vui với nắng sớm mây chiều.
không có nỗi đau nào hơn, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia cắt. Nhưng thường thường là chỉ một người ra đi đã quá tan nát lòng. Nhưng giờ đây cả hai vợ chồng đều bỏ ra đi, bỏ lại một gánh nặng quá to lớn cho ông bà. Từ nay không còn thấy hai con đi về như ngày xưa được nữa. Và rồi không có ai để chăm sóc cho các con kể từ ngày hôm nay. Bố mẹ ơi, chúng con còn bé nhỏ, còn ngây thơ, chúng con như tờ giấy trắng, nào đã biết gì mà bố mẹ lỡ bỏ chúng con. Thế là kể từ nay, cuộc sống của chúng con sẽ muôn vàn khó khăn. Trước mặt chúng con còn cả một biển khơi rộng lớn, thuyền con bé nhỏ biết bến bờ là đâu. Còn nhỏ thơ ngây đang vành khăn trắng trên đầu, chưa biết gì nhưng giờ đây đã phải ly biệt. Có bố có mẹ thì sớm tối chúng con được âu yếm, được ăn ngon mặc đẹp, được bố mẹ đưa tới lớp tới trường, rồi lại đón chúng con về trong những buổi chiều hoàng hôn đẹp. Nhưng giờ đây đối với chúng con điều đó là không thể. Không bao giờ chúng con có thể được bên vòng tay ấm áp của mẹ, của cha. Chúng con sẽ thua bạn, kém bè, không được nũng nịu, không được đòi quà, không được đi chơi khắp mọi nơi như bạn bè chúng con được nữa. Quá khổ đau, tuổi thơ của chúng con thì giờ đây không có nỗi đau nào bằng nỗi đau suốt cả cuộc đời chúng con mồ côi cha mẹ. Chỉ còn có đêm nay nữa thôi là ngày mai bố mẹ đã phải lên đường rời xa trần thế. Cảnh đau buồn nhớ mãi trong tim, vết thương thịt da có thể lành lại, nhưng vết thương lòng của chúng con biết bao giờ mới nguôi ngoai được. Bố mẹ ơi, ở nơi chín suối thì bố mẹ hãy nhìn về để phù hộ cho chúng con được mạnh khỏe, được hay ăn chóng lớn, và sau này sẽ trưởng thành và sẽ thành tài, để bố mẹ mỉm cười nơi chín suối. Giờ đây trước linh sàng khói nhang nghi ngút, mà giờ này con có biết gì đâu. Chiếc khăn trắng kia con đội trên đầu, giờ này mà lòng đau giả xót, chắp tay nguyện cầu cho bố mẹ tiêu sinh tịnh độ, luôn nhìn về để che chở cho chúng con. Giây phút này là giây phút đau lòng nhất của gia đình. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương, mất mát quá to lớn này với gia đình, và cầu mong gia đình hãy biến đau thương thành những hành động để ổn định lại cuộc sống và tinh thần, để tiếp tục lo cho các cháu, con của hai em được khôn lớn trưởng thành. Cũng chỉ biết rằng vĩnh biệt hai em, mãi mãi thanh thản về cõi vĩnh hằng, yên giấc nghỉ ngàn thu. Thành Béo TV xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua đã xem và ủng hộ kênh của Thành Béo TV. Quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho kênh Thành Béo TV. Xin được cảm ơn các quý vị. Chào các quý vị.